Ngày đầu năm mới, VFF để lộ yêu cầu cực sốc của huấn luyện viên Gong Okyun khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay Châu Siêu. Kính thưa quý vị khán giả thân yêu, nhân dịp bước sang ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Nhật Báo 24 giờ xin được gửi một lời chúc tràn đầy yêu thương tới quý vị và gia đình. Một năm mới đã đến với biết bao hy vọng và ước mong. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Năm mới giáp thì này, chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hy vọng rằng trong suốt chặng đường phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và yêu mến từ quý vị khán giả. Hãy cùng chúng tôi bước vào một năm mới với đầy ắp niềm vui, sự lạc quan và nhiều thành tựu mới. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực cải tiến và mang đến cho quý vị những nội dung giải trí, thông tin hữu ích và chất lượng nhất. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới giáp thìn tràn đầy hạnh phúc và may mắn. Cùng chúng tôi chào đón một năm mới tốt lành và thành công. Kính thưa quý vị, trong ngày đầu năm mới, FF vô tình để lộ yêu cầu cực sốc mà huấn luyện viên Gong Okyun đưa ra trong hợp đồng với đội tuyển Việt Nam. Sáng nay mùng 10 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết giáp thìn, một vài nguồn tin trong nước khẳng định trong tuần tới, người đại diện của huấn luyện viên Gong Okyun, ông Lee Dong Jun sẽ tới Hà Nội để chính thức ngồi vào bàn đàm phán với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Nội dung đương nhiên liên quan tới việc ký kết hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF. Theo lịch trước đó, lãnh đạo VFF và ông Lee Dong Jun đã có cuộc gặp trực tiếp để bắt đầu thương thảo về việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, do đây là thời gian Tết nguyên đán nên phía huấn luyện viên Gong Okyoon và người đại diện lại muốn lùi lịch đàm phán sang tuần sau để dành thời gian đón Tết cùng gia đình ở quê nhà Hàn Quốc. Việc đàm phán hợp đồng với VFF được huấn luyện viên Gong Okyoon giao hoàn toàn cho người đại diện Lee Dong-jun, còn vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ chỉ chuyên tâm vào công việc huấn luyện các cầu thủ Việt Nam. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là huấn luyện viên Gong Okyoon sẽ nhận mức lương bao nhiêu? Theo tìm hiểu thì ông Gông muốn 120.000 đô la Mỹ một tháng, tức là gấp hai lần con số hiện tại mà huấn luyện viên Châu đang được nhận. Tuy vậy, chủ trương của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chỉ dừng lại ở con số là 80.000 đô la Mỹ một tháng, bởi ngoài ông Gông Okun, VFF còn phải trang trải lương cho 6 vị trợ lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây chắc chắn cũng là nội dung chính mà hai bên sẽ thảo luận trong quá trình đàm phán những ngày tới đây trước đó một quan chức của vff đã khẳng định vff tự tin có thể ký kết hợp đồng với ông gông okyun tiền lương của vị thuyền trưởng xứ kim trì sẽ huy động từ ngân sách và nguồn xã hội hóa thật ra đàm phán về mức lương chỉ là một cách nói tránh cái cớ hợp lý bản chất vấn đề xuất phát từ sự khác biệt về định hướng thương hiệu cá nhân ông lee dong jun người đại diện của thầy gông muốn tranh thủ lợi ích tốt nhất về cho thần chủ Dĩ nhiên, đây là mong muốn không thể hợp lý hơn vì ông Gong Okyun xứng đáng với mức đãi ngộ tốt hơn sau kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết khoản hợp đồng với huấn luyện viên Gong Okyun có các điều khoản quy định trách nhiệm, thành tích, thời gian nên mọi người có thể yên tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sự kiên nhẫn, ủng hộ để huấn luyện viên Gong Okyun hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tìm hiểu của chúng tôi, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á là một trong những mặt trận quan trọng nhất mà VFF hướng đến khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Gong. Chính vì vậy, trong trường hợp không đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai, ông Gong Okun có thể đối diện nguy cơ bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn, dù VFF không xác nhận điều này do vấn đề bảo mật thông tin. Nhưng so chiếu lại các trường hợp trước đây, quy định này là khá phổ biến. Nó cho phép VFF không phải đền bù số tiền lớn do đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Kết thúc Asian Cup năm 2023, đội tuyển Việt Nam đã về nước và tạm giải tán trước khi tập trung trở lại vào trung tuần tháng 3. Đội sẽ có hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào các ngày 21 và 26 tháng 3. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết đây là hai trận đấu có tính chất quan trọng và VFF sẽ hỗ trợ tối đa để ông Gong Okun có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Chia sẻ trên đài KBS của Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Okun có phát biểu về vai trò mới của mình rằng: "Tôi đã sẵn sàng cho công việc mới tại Việt Nam với vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23." Rất nhiều nhiệm vụ mà tôi sẽ phải bắt tay ngay vào và tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi tự hào và hạnh phúc, đồng thời cảm thấy mình tràn đầy năng lượng trong lần trở lại Việt Nam với vai trò mới. Trước thêm cuộc gặp, VFF và ông Công đều khá lạc quan. Đôi bên có vẻ đều hướng tới việc ký hợp đồng. VFF sẽ lắng nghe quan điểm của ông Gong Okyun và đại diện về các vấn đề liên quan tới bóng đá Việt Nam. Đôi bên sẽ bàn bạc, tìm tiếng nói chung trước khi có quyết định. Bên cạnh vấn đề cụ thể của đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Gong Okyun cũng sẽ trao đổi về chiến lược của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Liên quan đến huấn luyện viên Châu Siêu, sau một năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tại cuộc họp bất thường, ban chấp hành diễn ra mới đây, VFF đã chính thức chia tay huấn luyện viên Châu Siêu. Dù đến tháng 7 năm 2026, hợp đồng giữa hai bên mới kết thúc, Luồng dư luận đòi sa thải huấn luyện viên Châu bắt đầu dồn dập khi ông Đoàn Nguyên Đức lên tiếng chỉ trích. Huấn luyện viên này 3 trận thua với hai trận nhạt nhòa, một trận coi tạm được là đoạn kết trong một giai đoạn gắn bó ngắn ngủi của Châu với bóng đá Việt Nam. Trong cuộc họp bất thường ban chấp hành, 14 trên 16 ủy viên ban chấp hành đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Châu Sau khi vị chiến lược gia người Pháp báo cáo giải trình về thất bại của đội tuyển tại Asian Cup năm 2023. Sau khi nhận thông tin chính thức về việc VFF quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với huấn luyện viên Philippe Troussier, nhiều tuyển thủ đã vô cùng vui mừng, một điều mà chưa từng xảy ra trước đây. căng thẳng giữa huấn luyện viên Troussier và báo chí Việt Nam trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt những ngày qua. cụ thể là chiến lược gia người Pháp cho rằng 80% truyền thông không ủng hộ ông. Sau đó xuất hiện luồng ý kiến khẳng định trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách có lỗi khi phiên dịch sai, khiến người hâm mộ cho rằng báo chí chống lại huấn luyện viên châu. Trên chương trình Quick Football, bình luận viên Anh Ngọc có hàm ý nói trợ lý Hoàng Bách chỉ là vật tế thần. Nhà báo này nhận định vấn đề thực sự vẫn nằm ở cánh truyền thông và huấn luyện viên châu Sia. Bình luận viên Anh Ngọc nói nếu câu chuyện này là thật, thì đây cũng có thể là một cách để người ta gỡ cái khúc mắc giữa báo chí, truyền thông với ông Châu Sia và giảm áp lực lên ông ấy. Rõ ràng trong thời gian qua đã nổi lên câu chuyện truyền thông và ông Châu Sier, cơm không lành, canh không ngọt một chút nào cả. Bình luận viên Anh Quân hoàn toàn đồng ý với quan điểm kể trên. Anh nói thêm, thực ra ông Châu đâu phải mới lần đầu tiên đến Việt Nam. Ông ấy đã có 5 năm ở Việt Nam. Ông ấy đã làm việc ở PVF rồi. Và Hoàng Bách, người phiên dịch của ông Châu, là người đã làm việc với ông ấy từ hồi còn ở PVF. Về mặt trình độ, chúng ta không thể nói rằng bạn ấy không đủ trình độ để làm công việc đó. Thứ hai, về mặt sự thấu hiểu, rõ ràng bạn ấy là một trong những người thấu hiểu ông Châu Sia nhất. Bình luận viên Anh Ngọc chốt lại, vậy nên nếu chuyện này có thật thì nó chỉ là cách để gỡ quả bom giữa hai bên thôi. Đây là một cách để gỡ áp lực rất nặng lên vai ông Châu Sia trước hai trận đấu quan trọng vào tháng 3 tới. Cho nên, sự không hiểu nhau giữa ông Châu Sia và báo chí, anh không nghĩ nó là câu chuyện liên quan đến phiên dịch. Chúng ta ngẫm đến chuyện Asian Cup, đội tuyển Giordani lên đỉnh, Việt Nam thì chạm đáy, với triết lý dùng người khác nhau, kết quả của hai đội cũng khác nhau, dù xuất phát điểm là khá cân bằng. Tháng 1 năm 2019, Việt Nam hạ Giordani trên chấm luân lưu để bước vào tứ kết. Đó là trận đấu mà những chiến binh sao vàng vượt chỗ đối thủ cả về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm, lẫn dứt điểm trúng đích. Tiếp theo chiến tích ấy, Việt Nam còn mang đến một màn trình diễn đáng khen trước Nhật Bản. Asian Cup năm 2019 trở thành mốc son trói lọi của người Việt tại sân chơi lớn nhất châu Á. Bắc đi 5 năm, binh đoàn áo đỏ để lại nỗi thất vọng chan chê khi bị loại ngay vòng bảng Asian Cup. Điều đáng nói là thầy trò huấn luyện viên Châu Siêu không giành được điểm số nào. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ rời khỏi top 100 FIFA ở đợt tính điểm sắp tới. Trong khi đó thì Jordani, bại tướng năm xưa của rồng vàng lại bay cao trên bầu trời châu Á với một dàn cầu thủ ở độ 9 cùng lối chơi chặt chẽ. Đại diện Tây Á đã quật ngã gã khổng lồ Hàn Quốc để đặt chân vào chung kết. Thành công của Jordani càng khiến khán giả Việt Nam thêm phần nhức nhối bởi tầm cỡ hai đội tuyển không chênh lệch nhau nhiều. Trước thêm Asian Cup năm 2023, Việt Nam xếp hạng 94 FIFA, còn Jordani thì đứng trên đó bảy bậc. Trong bốn lần chạm trán trực tiếp với Jordani, đoàn quân đất nước hình chữ S chưa hề nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, cách dùng người của hai đội tuyển tại cúp bóng đá châu Á năm nay thì lại khác hẳn nhau. Trong số 26 cầu thủ được huấn luyện viên Hoshin Amota triệu tập, chỉ có duy nhất một người 20 tuổi. Phần lớn nhân sự nằm ở khoảng 25 đến 30 tuổi, tức là độ chín của đời cầu thủ và sở hữu kinh nghiệm trinh chiến đáng kể. Quay lại với đội tuyển Việt Nam, ngoài lý do chấn thương thì không ít ngôi sao tiếng tăm phải đóng vai phụ vì sự lựa chọn của huấn luyện viên Châu Siêu. Nhưng tại một sân chơi lớn như thế, kinh nghiệm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khác biệt được thể hiện ngay lập tức khi các tài năng trẻ bên phía đội tuyển Việt Nam liên tục mắc sai lầm. Từ phạm lỗi trong vòng cấm cho đến dính thẻ đỏ không đáng có. Huấn luyện viên Châu từng nói rằng bóng đá Việt Nam chưa phát triển nên việc bị Hàn Quốc đè bẹp 6-0 là chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục của Jordani tại Asian Cup khiến giới mộ điệu phải suy xét lại đánh giá trên đành rằng là khoảng cách giữa việt nam và châu lục vẫn còn đó nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đạt kết quả khả quan hơn nếu huấn luyện viên châu bớt cực đoan đi một chút cảm ơn quý vị đã theo dõi video đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng tôi biết và phục vụ tốt hơn hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng